thương đồng cô hỷ thánh mẫu bà mừng con. Cô đức thanh danh chiêu thanh nữ hỷ đồng Nam Bắc hội thần tiên. Cô hỷ đức lành rải khắp đồng nhân loại, âm thanh cô khổ độ nam thành danh giang đất Bắc nhiều linh ứng chiếu rồi hào quang hội thánh thần tổ vì thương đồng chầu nữ tiên. Cô hỷ thương đồng bà mừng các con các cháu nghe bà truyền ban phước lành nè, bà để năm ban cháu con của cô hưởng ân huệ hằng. Cố truyền thiện tính hằng trong cháu con, tâm đạo bước tu vào hành, cõi đời giả tạm không thành có đi có đến về đâu cô chờ. Cô chờ một cõi ngàn thu đắc thành thiên sử truyền danh con hiền, một đời lưu số bảy danh hư danh ngàn thế sao còn tuổi tên chuỗi đời gắn liền bản tên. Có họ của cô tổ tâm con vào đi vào kiến họ làm nhân ra đời nên dốc nên chai nên hình nên người đạo đức hiền lương, mà tổ tâm không phụ tuổi tên không trần. Con ơi cố khổ tuồng đời mượn vai khóc mướn họ tên mà giàu, chỉ sao thoát cảnh ba đầu dây mình chắc thật tên mình đạo tâm mới còn tồn tại hư vô thế gian, giả nghĩa giả danh giả người nghe con. Nên đời toàn khóc không cười mà cười
rồi khóc cũng quần khổ đau. Con của cố lên mượn làm ông bà, là con của ông bà là cháu cố đây. Con của cháu cũng là chiếc cố đây, cứ dậy hoài mãi không ai tu thành. Làm nhám lũng dũng thôi đời, về cứu còn được linh hồn sạch trong ngàn. Cũng mừng xô kiếp trần hầm, ít tu làm phước đò lên như vậy. Cứ làm mẹ cha nội ngoại cháu con, người tu mà thành đạo giả tự cố đi. Về ngôi Phật quốc ngự trì A Di Đà, sớm tối hầu quỳ lạc phan ngàn. Hiện giờ trần thế bãi trường an, tha nhân tha hoa hoại hư măng tàn. Nhỏ tuổi con cháu mới khôn đều, trong môi trường nghiện ngập say xưa an. Giờ này cố phải đón đưa bao nam cùng nữ làm tiên tại trần. Ông tiên với những bà tiên, chắc trong cơn nghiện cố đêm tiền. Vì bởi chúng quỷ nhất đầu thai, tiếp nền hư hoại rồi mau lụi tàn. Bây giờ thấy cảnh lầm than, nhà nào cũng dương chết thôi vậy đây. Rồi thêm con cháu hành hung, giết người cướp của tù gông đọa đàn. Mẹ cha xong phải tu thân, con cháu xong phải biết cầu thiện lành. Đức lành phải trỗi phải dương nghe con, hướng về đạo pháp tình thương Phật đàn. Cầu nhai cô ngầm chuyện đời cố sai, mùi rượu mùi trầu thương con trần. Miếng trầu câu chuyện héo giòn nghe con. Nhìn trong tiên tổ nhìn con lạc lầm. Miếng trầu nuốt nghẹn đắng lầm, con ơi cháu nọ cố buồn tổ tâm ngàn. Con ơi cháu ơi chắc lưỡi lần, cố xin hành thiện tu hiền mới quan. Mạng này sàng sải giảm phần, ba thất thừa nhân loại còn đông tiền. Ngày rằm tháng bảy du lan nghe con, gặp hội quy hoàng phạm vũ hân quan. Một lòng bao đáp cầu siêu đàn trai, phẩm vật cũng dường du lan. Cố mừng cố mừng gửi gắm đạo vàng, trai tăng nhờ sức chư tăng độ trì đó con. Cháu con phát nguyện vậy thì, mỗi năm tháng bảy cũng mà cầu siêu cố quyền. Lời kinh cố giải nghĩa hẳn hồi, con nghe con sợ con ngồi đọc du lan.
công cha nghĩa mẹ sâu dày, công bà cố đăng cùng thầy trời cao an. Bảy đời chín kiếp đón chào, cháu con biết đạo biết cầu tổ tiên, phát tâm trì tùng du lan ngày rằm tháng bảy, ông bà thăng thiên. Phát tâm trì tụng Địa Tạng thường, cố mừng giải nghiệp nhiều đời tôn thân. Lời kinh cụ phẩm ta cô xin, đường tu vào đạo mẫu nghi diệu trì, ráng đi trọn đạo trọn đời nghe con, sống thời con mẫu thác thời cố đưa hàng. Về cung cô trả lời rằng, cô đem con cháu hầu bà diêu cung, lại cha Ngọc Đế quyền không, ngài rằm xa tội vong linh ngục đồ. Lại mẹ Phật mẫu diêu trì, ngài rằm thang bay mẹ thì mở toàn, chính từng trời đón tiên đắc đạo, mười ngục đồ phóng khích tội nhân. Cô thị bà đặng ban ân, con ơi cháu ơi bà trong con hiền, tu nhớ tu ăn chay giữ đạo, tháng bảy về cho trọn lạc chay nghe con ngàn. Phước lành hướng trọn thiên thái trường, chay hướng trọn đời nay kiếp về. Thượng động đức cố ban truyền, dạy con học đạo tu tiên chốn ngã trần. Diêu trì bát bổ tiên ngà gia, tây thiên điện giang trần cố ban lĩnh truyền. Cố nay củ phẩm ngồi tiên thiên, trần gian danh tánh thượng động cô hỷ nương nương ngàn. Có miền trần thế tình thương, bà cố sanh chúng cổ cân phẩm ngài, thánh danh kiên nể thần quay. Cô hỷ ai dám phạm danh cứu bà đó thôi. Tỏa bài dương thế thần tiên, có ngài thanh mẫu cô hỷ tên truyền. Thở xưa từ thuở tạo người, giống nồi chủng tộc bà thời cứu chung. Diêu trì là mẫu tây cung, ai ai cũng có cô là bà xưa. Từ hồi sắp đặt người thưa, ít trăm nhân loại nhờ tay nữ qua làm. Nắng người để tạm dương gian, chỉ làm xong phần em mang xuống trần. Cô hỷ vị thánh tài nhâm, đặt người nam nữ cách dây tơ hồng an. Bà sanh cha mẹ rồi ra con, cha mẹ nội ngoại bà lên cố làm. Từ đó danh cố trải qua nhiều tầng nhiều lớp, gộp chung bảy đời.
bảy đời nằm trong thất tổ, gồm nối ngoại sắc sờ sầm cô kỳ cầm lâu đời. Bảy ngày thất tổ ba gia nằm trong chín kiếp ngồi chung của quyền. Cổ quyền thất tổ nghĩa thế nào, cô này dạy thích cho con rõ tường. Con ơi thất tổ là bảy đời, nội tổ tầng tổ, cao tổ, tiên tổ, diễn tổ, thủy tổ, tỷ tổ đó con. Của quyền chinh kiếp là sao, cao tổ còn gọi là ông sơn, tăng tổ còn gọi ông cố nghe con, tổ phụ còn gọi ông nội, phụ thân phụ mẫu cha mẹ mình, trưởng tử trai lớn, thứ bảy đến thứ bảy hàng thứ bảy cháu nội đích tôn, thứ tám là tăng tôn, tăng tôn là cháu cố đó con, thứ chín quyền tôn, quyền tôn nghĩa là cháu sơ đó con à. Bảy ngày thất tổ bá gia nằm trong chín kiếp ngồi chung của quyền. Của quyền thất tổ là gia tiên, nhà nào cũng có thờ ông thờ bà. Bà cô cũng nằm trong gia tiên của quyền, trăm họ là con cháu cổ bàn. Thiên liên mái tạo diệu quyền, cô bà cô hỷ danh truyền trần gian. Trăm họ còn gọi trăm cũ quyền, bá gia bá tánh ai nào không chung ngàn. Mẫu hoàng tạo quá khôn lường, sắp ngôi sắp nhị thế phạm ngàn xưa. Ngành nghề gián loại sắp chia, cực độ thấp nhị địa chi mười hai loài. Cổ thiên trưởng quản đứng đầu, bao gồm tất cả chính tầng cổ cung ngàn. Ra đời thờ đôi mẹ chung cơm ăn, áo mặc công dung nữ quyền khôn ngoan khéo léo đủ tài nghe con, học ăn học nói ra đời giỏi giang. Gái thời làm phận anh thư, vẹn toàn đức hạnh tài sanh nhờ bàn. Anh hùng các đấng mài râu nước quyền, chiếu mạng quan trường để danh. Tổ các ngành nghề trần thế, gồm thu chung công tạo công thành. Mạng lành là đấng cổ thiên, vì ngôi ai thế thần tiền đứng đầu. Sắp đặt trai gái công hầu, nữ làm tướng soái hùng anh xa trường ngàn. Lê sơn tạo cách binh quyền, tổ thầy tương lệnh phép mậu luyện cao dền. Nào ai làm giống con người, không cha không mẹ không nhờ tổ tiên đâu con. Có cha mẹ cũng từ nơi cố, có ông bà cũng cố mà ra. Bảy đời sắp đặt truyền ra, cố làm chủ quản bảy đời nhờ chung.
thất tổ nằm trong chính kiếp, mẹ của Quyền bà cô hỷ đây, bà cháu con danh cố truyền luôn, nhiệt làm phận nấy tài ban. Cô hỷ tài phép thuật linh chú buồn, biên quá đổi địa tiên thân lạnh, quá hình nhân thú vật muôn màu. Cô hỷ bùa chú quán ra, địa tiên khiếp sợ thú cầm chầu bên an. Trong chính kiếp của Quyền cõi tàm, đấng cô hỷ xin mượn chúa tiên. Một bầy tiên nữ đồng nam, một đàn tiên nữ bà đem vào trần. Cung châu ngọc chúng mê châu báo, bà chúa tiên chiêu mạng nhi hài. Dạo đời số mệnh bố ban, cũng thời phép Phật dùng tâm tánh lòng. Bảy kiếp nội ngoại sơ sờ sẩm, cô kỵ cầm mượn chúa ngọc vào trần. Muôn họ danh tánh biết bao, từ đâu con hời cô dài mượn vàng. Con người cũng có cố từ đây, ai nào biết được cứu bà cố hỷ của ta. Thượng đồng là chốn tu hành, sơn lâm tầm ba rừng xanh bạc ngàn. Không như thượng đảnh hoa sơn, trăm quan đàn cổ sơn thần chư thiên ngàn. Có còn bậc thấp gần tổ tiên, địa tiên còn ở chướng cầm tinh tô hoàng. Phép đảo hải di sơn mù mịt, bao đồ để tu đạo chánh chân, thì là đắc quả thành tiên. Dùng phép tà đạo ngái mùa đọa xa vàng, nên cũng lúc danh bà cứu hiện, bị địa tiên bối nhỏ lu mờ. Lấy dùng trù yếm hải nhân, thư người phình chướng tà tinh chuyên làm. Với địa tiên các loài cầm thú, tu thượng đồng mà thành đạo đắc tiên ngàn. Còn tu lấy phép hại người thú cầm, mang mãi không vào phiền thai ngàn. Thượng đồng cố hỷ khổ lầm, dư tay nhiễu loạn lĩnh ngài sự phân. Sanh nhân loại từ trong nhân loại, đức cô hỷ luyện chú giúp đời. Phép nào cũng là chân nghe con, có đâu mà tà nguy gì đem hại đời. Lấy phép giúp đời thì chánh đạo, lấy phép hại đời thì tà đạo. Do tâm cố hỷ là tổ chú thuật ban, ai ai cũng biết bùa linh phép ngài. Thường đàn Phật mẫu truyền ban, cô hỷ thánh nữ tu xưa đắc thành. Lỗ ban trần thế có bùa năm ông, ngải linh trấn yếm truyền ra môn đồ. Lấy đó giúp đời hành thiện, hai người phá đời thì cố sự phân. Bao đời thế hệ lạc lầm, nào là ông tà ông lục hải đời bùa linh.
thầy cha thầy ngài thầy miên làm đảo điên trần thế cô không tha trường không phải phép của cố hải đời mà người trần thế dụng lấy đó giết người hại dân ngàn khổ đau năm tháng đoạn trường cố hỷ thâu hết dương trần tà man nhưng còn xót lại binh tàn tí quanh nà khắp chốn xa gần ân thân ngàn dương trần đừng tưởng do bà cô đây người trần bất chánh do tâm tạo thành cố hỷ bà cố đã có xa xưa đạp đồng mượn thế xưng danh nổ trần con ơi cha mẹ thiện lành ông bà nhân đức chớ nào vô nhân ngàn à, sanh con ai biết sau này nó làm việc ác tiếng tai ông bà mẹ là cô hỷ thốt ra cô trùng kiến họ người phàm đã mang về họ gì cũng nằm trong tay cố do bà cô hỷ tạo sanh ra đời thế gian trăm họ triệu ngàn người biết bao ẩn chứa ác lành sống chung cùng cháu con chánh đạo tu về cháu con mà tà đạo luyến rầy hại dân đạo vốn không là tà chánh đằng phép vốn không quý mị hai người do người sử dụng sai lương tâm thì là mang tiếng cô đây chịu dùng tổ tiên xâm xích chung cùng về bên cô ở đồng đạo hầu bà cô chương tòa sớm chiều cảnh lạc thoáng qua cha mẹ đã thác chầu bên cô bà ông bà cha mẹ các con bấy đời chinh kiếp ở chung thượng ngàn từ nội từ ngoại dương gian nói ruột nói giỏi tông đường lửa hương cháu nội là cháu đích tôn sắp đặt trần thế cứ nhau mà làm cháu ngoại thì ở đặng đàng ngoài cháu ngoại thì không dạy gì thương cứ nhau sắp đặt tình thương hai đàn nội ngoại không đồng điều nội ngoại có cha mẹ mình ra cha mẹ nội ngoại sơ sờ của ta sơ sờ sắm khi cầm của ta gọi chung cao tầng cô tổ tổ tiên nhà nhà bảy đời bà cuốc tóm thâu ai lành ai dữ mà đi đâu đặng về thừa quyền cố định là chỉ ngôi mà tổ tiên hành thiện được làm thần tiên tổ tiên con cháu cố mà hành tà còn giam địa ngục cố sinh viên đài bao năm lần đần xuống lên cố vào địa phu cố lên thiên tàu diêm vương cố có lời này giảm sinh bất tội cố nhiều giọt châu vàng
xét gì thoát khổ quá lâu. Có lời cố khẩn cho đọ mang thú cầm, thú cầm trở lại thưởng động mà cố ôm chúng nó về tu động tiền. Mong rằng thoát nghiệp quan khiến địa tiền đắc đạo cố cho lên đời. Làm người trở lại phàm gian cố mang cho họ cho làm bậc giai. Lên trời cố cùng đáo lại thiên tàu cố khẩn lại xin ngọc hoàng. Con cháu bị nhốt cầm giam lâu năm chịu khổ giờ mong ân hầm. Cho kỳ tai kiếp được nhờ làm thân trần thế khổ nghèo dân mang. Ngọc hoàng xét tội dũng tình cho lên phàm tình nghèo khổ ăn xin nàng. Có buồn kiếp số đã đành thôi, còn nhiều kiếp đặng thiên lôi múa trần. Còn nhiều kiếp khổ chết trôi, còn nhiều kiếp khổ mà tự dẫn liệu mình. Còn nhiều kiếp khổ trái thiêu, còn nhiều kiếp khổ sẽ lôi căng người. Còn nhiều kiếp khổ chém đâm, còn nhiều kiếp khổ tái sanh nàng kiều. Còn nhiều kiếp khổ phong lô, còn nhiều kiếp khổ ngựa trâu tôi đồi. Còn nhiều kiếp khổ loạn luân, còn nhiều kiếp khổ hành hung bảo tàng. Còn nhiều kiếp ba khổ ngục giam, còn nhiều kiếp khổ đạn bay tên vào. Còn nhiều kiếp khổ chết non, còn nhiều kiếp khổ chết vì người hại ta. Còn nhiều kiếp khổ sông núi rừng, còn nhiều kiếp khổ tử hình chung thân về. Cố xin Ngọc Đế tri ân, dĩ tình cố đẳng hàng trăm tiên thần. Bớt trần các nạn chết đau máu me, hình dốc nhìn không vẹn toàn. Mỗi cái chết gớm ghê khóc thảm, tội lỗi nhiều bi thảm kiếp tái sinh. Nhân gây quả trả lên đồi, đành nhìn con cháu trong dòng đình phân cha trời. Cổ quyền thất tổ có xin cho cha cho mẹ cho con cháu mình. Không ai xin được tội tình gây, cổ quyền dầu làm cũng đo như nhau con ngàn. Nhìn trần thấy cảnh dương gian, nhà nhà thấy rõ cố xem mỗi ngày. Đứa hung dữ đâm thuê chém mướn, đứa giang hồ chửi rủa ra hoài. Cháu con chưa cởi lốt hình, thú cầm thưởng động cho lên vào phàm. Nên lộ mạng hung hăng thanh ác, giết hại người không góp sát sanh. Còn nguyên tanh thuốc vào đời, nghiệp quả phải thọ một đời kiếp mang. Dương trần nhiều cảnh nhiều màu, mỗi nhà con cháu có nhìn đớn đau nhìn.
đứa học cao dinh sang tước phẩm, cô cho giàu thế phiệt trăm anh. Nhân lành quả tốt người sáng tài cao, sự nghiệp dễ dàng kính nhường. Gái sướng kỹ lầu xanh kỹ nữ, các thú linh hồ mỹ ly tinh. Lên đời phá hoại gia can, cướp ma chồng làm bé dọc ngang loạn đời. Trai du đảng phá hoại tiết trinh, xài lang thú giữ ngựa trâu. Lên đời phanh thối hành hung, kiếp ba người cảnh đời cố khổ từng nhà các con. Nhà nào bất hạnh là bà cố thở than. Nhà nào đạo hạnh hiền lương, cố vui tôn tự sức dành cháu bà. Từ thất tổ ông bà cha mẹ, mấy trăm năm mà trăm tuổi ứng chầu con. Hai hàng lĩnh cố truyền trao, đọc truyền giảng dạy học đời cô bà. Tổ cô lãnh cô dân cầu lĩnh cố tách trà thơm mời cố điện tiền. Rượu đà những bụi viên, cố quyền cùng cố điện viên tiên thần. Lãnh cô dân lĩnh tiếp cần, nhà nào đạo đức thành thần hiển giang. Vào đồ mất bảo khiến tu tổ cô mượn sát mừng con cháu hiền. Ông bà tu đạo thành thần, của quyền mượn sát dạy con cháu hiền. Tu nhân tích đức tại miền, của quyền mong đợi con mà hành y. Làm đúng với lời cố truyền dạy, đời sống tinh thần vật chất cố ban ngàn. Cái lời của quyền phạt lầm than, suy di mạc dẫn nhà tan mấy hồi. Của quyền thất tổ học đạo nơi cố để về giải đặng cháu con nhà nhà. Lạnh con tổ cô hai ngày bê giá, cô dân du hai vị phò bên cô thường thường. Đem trầu cho cố dùng thường, cố già răng yếu ngoái trầu kính dân ngàn. Điện tiền tóc bạc trắng ngần, bao nhiêu phiền muộn lo gì cháu còn mỗi nhà. Cố hỷ lĩnh ngày sáng sôi, nhà nhà không xót sổ tên cố tra tuần ngàn. Lạnh cô con đọc cho cô ngồi nghiền ngâm, tổ cô dân trầu cô nhét miếng vô rang. Mỗi lần đọc họ xấu lưu danh, nghe tên biệt ác nhả ra miếng trầu. Mặt nhăn miệng chút lưỡi lằn, đó là gian cố hình dung cố hình. Tay cô có ngày chống nâng gia đạo, mỗi họ người xuyên suốt trong tim. Già trẻ bé lớn tư gia nhà ai mọt sách đục dùi khoét ràng. Nhà ai mối mọt điêu tàn,
ngã nghiêng siêu dẻo gậy này cố nâng con ngàn. Gậy dùng để dạy con dạy cháu đành thối hư tật sâu hẳn làm. Nội ngoại sơ sờ sẫm cố kỹ cẩm nằm gậy lên dạy bảo động tiền. Cháu con nào tránh gậy già cố đau trong nhà, còn loạn thì thiên hạ nào trị răng ngàn. Cụ quyền chấp chính quyền năng, lạnh cô tổ cô cúi đầu mà nghe. Lên trời xuống biển thân già đây bao nhiêu tuổi hạt, phần em là dưới cổ cung lĩnh ngài. Mượn giai xin tạm chỉ ngài, thành tiên đắc quả em trả về chỉ chúa tiên ngàn. Mượn con thiên hậu hải hàng biển tàu chạy lưới đành bắt ngoài biển khơi vàng. Chúng tôi hành thiện giúp đời, ngài thành đạo quả em trả về quân quân ngàn. Hồng trần con cháu biết tu, nhà con thiếu gạo thiếu ngân bạc tiền. Cố dài cố mượn nguyên nhung ngà, hết tiền có tiền hết gạo mà gạo dung nghe con. Em vào thượng đồng qua sơn Lê Sơn, em mượn anh thư anh tài. Xuống trần nam nữ làm quan, giúp dân giúp nước thác sanh đem về. Em vào mượn đức quán âm kim đồng ngọc nữ thiền môn, em gửi chuồng tăng ni đạo quả viên thành, Di Đà bái Phật niết bàn tình ngôi ngàn. Vào Trung Hoa mượn nữ hoa của thiên rải khắp trần lao xa gần. Nam bang đầm mượn Âu Cơn, bọc trăm trứng nở chia 50 điều. Thành anh mượn lửa sáng sôi nấu ăn, thập sang cháu còn xin tồn. Từ trên thượng cõi hạ miền, bà cố phận làm quá khổ trung chiên ăn. Bao năm khắp sông sâu biển rộng, thấm giọt châu tươi ruộng tươi đồng. Cho con lúa bắp sắn khoai, trên cao mà mượn bán nhờ ăn mà thu về. Thì thành tài chất kinh doanh, dòng châu ấm áp cố bàn nuôi trần. Cố hỷ ngự chốn dinh trung, tại miền Bà Rịa mà núi non thờ bà. Dinh cố ngọn núi miêu đền Sơn Lâm Bạch Hổ dưới đền Chân An ngàn. Cô hệ thanh mẫu hiền giang công nhuần đức trọng gần xa bay chầu. Cụ cung chinh phẩm có bà cô hệ là mẹ là bà các con. Đồng nhau một già sắc son ngàn, các con lại cố lại chung cụ quyền.
thượng động đức cô giả thần. Gái trai nam nữ cố chờ Du Lan, cố trong phạm vũ quý hoàng, cố cần thất tổ cũ quyền ngồi trong ngàn. Các con mỗi đứa mỗi nhà có tên Phật Pháp, cố bà mừng thay giả từ. Bà cố hồi cung chúc con tinh tấn đạo tu đời đời. Đến đây cô giả biệt trần, các con đưa điện thượng đồng hồi cúng. Mấy đời mẹ chạy hôm nay quyết tâm con giữ không sai tất lòng, ăn chay giữ giới làm lành thương thầy mến bạn học tu đêm ngày. Chờ công phụng hương trăng trà quả, hai hàng trài đợi mẹ chứng minh tiếng thưa của phẩm. Mẹ về cũng sắm đợi chờ ngày sau một lần hào chiến thiền liên công đánh trắng thông trung đợi ngày tận thông quán trải vô biên. Mẹ hô quán trỏ như riêng phụng chờ hai đồng tử ngọc tiên tiếp lệnh chẳng sai lời châu ngọc luyện trao cuối đầu làm lễ ta từ mẹ suối hẹn lại ngày sau tương phùng.